Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên mình bây giờ đang là hai chiếc điện thoại rất hấp dẫn của Samsung. Ở bên tay trái của mình đó chính là chiếc Galaxy S20 Plus. Còn bên tay phải của mình đấy chính là Galaxy Note 10 Plus. Hai chiếc điện thoại này thì đang có mức giá rất là xem với nhau tại Hoàng Hà Mobile thôi. Giá loanh quanh tầm khoảng trên dưới 21 triệu đồng. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn một sản phẩm dòng Note cao cấp nhất bây giờ, hay là chúng ta sẽ lựa chọn cái sản phẩm dòng giữa của cái dòng S20 đi năm nay? Thì mình sẽ so sánh cho các bạn nhé. Đấy, và mình cũng nói luôn, đấy là cái Galaxy S20 Plus này. Nếu mà bạn không nhận quà tại Hoàng Hà Mobile thì sau khi trừ đi hết quà, chúng ta sẽ được trừ đi khoảng 4 triệu đồng. Đấy, thì giá nó sẽ còn là 20.990.000, nghĩa là khoảng dưới 21 triệu. Còn con Galaxy Note 10 cộng này thì cũng như loanh quanh tầm trên dưới 21 triệu gì đó. Nói chung là với cái tầm giá đó thì chúng ta cũng không quan trọng gì lệch nhau một vài trăm nghìn đâu, đúng nào. Ok, về mặt thiết kế đã, thiết kế đẹp hay là xấu tùy thuộc mắt mỗi người. Nhưng với mắt mình là mình thấy là cái thiết kế của Galaxy Note 10 cộng nó sẽ đẹp hơn là thiết kế của Galaxy S20 Plus. Mình vẫn chưa quen với cái cách bố trí cụm camera nó rất là thô như này của Galaxy S20 Plus. Với cả thứ hai nữa là cái Galaxy S20 Plus này nó rất là giống với những sản phẩm rẻ tiền kiểu như là Galaxy A51 với cả Galaxy A71 về mặt thiết kế thôi nhá, chứ không nói về mặt chất liệu với cả mức độ hoàn thiện nó hơn rất nhiều. Nhưng về mặt thiết kế cái form ấy thì nó giống, nên thành ra mình cứ liên tưởng đến những sản phẩm rẻ tiền như thế là mình thấy nó không sang bằng con Galaxy Note 10 cộng rồi. Hôm nay là mình hơi trách Hoàng Hà Mobile một cái là họ gửi sang cho mình cái con Galaxy Note 10 cộng này là cái con màu trắng này. Màu trắng là cái màu mà mình cảm thấy rất là xấu. Mình chỉ thích cái màu Aura thôi. Đấy, cái màu Aura như thế nào thì bạn dựng video đã cho lên hình để cho bạn xem. Và nếu các bạn lựa chọn cái Galaxy Note 10 cộng này mà cái màu Aura thì nhìn nó sẽ rất là đẹp luôn. Nói chung là về thiết kế là mình thích cái thiết kế của Galaxy Note 10 cộng hơn. Và khi chúng ta cầm Note 10 cộng ấy, chúng ta để cái mặt trước này lên này, thì khi chúng ta cầm hai mặt trước của hai giỏ này lên thì chúng ta cảm thấy rằng là cầm Note 10 cộng nó giống kiểu cái cầm lên một cái tấm kính ấy, bởi vì cái màn hình của nó tràn ra nhiều hơn một tí so với cả Galaxy S20 Plus ấy. Đấy, nên là về tổng quan chung về thiết kế thì mình sẽ lựa chọn Galaxy Note 10 cộng. Về màn hình thì sao? Năm nay thì Samsung trang bị màn hình tần số quét cao hơn cho Galaxy S20 cộng, nhưng hãy chú ý rằng đó là màn hình tần số quét 120Hz này chúng ta sẽ chỉ áp dụng được trên cái độ phân giải là Full HD cộng thôi, chứ không thể áp dụng được ở trên cái độ phân giải là 2K cộng. Đấy, nên là chính vì điều đó mình cảm thấy là nếu bây giờ mình sử dụng màn hình 2K với độ sắc nét rất cao của Galaxy Note 10 cộng nó đã là rất là tốt rồi. Vậy nên là cái sự chênh lệch màn hình giữa hai sản này bản chất là không có quá nhiều sự chênh lệch đâu, và chúng ta cũng sẽ rất khó có thể để nhận biết được là màn hình nào đẹp hơn. Đấy, mình sẽ chỉ chốt lại hai vấn đề. Đấy là cái ưu điểm lớn nhất của màn hình 120Hz, đấy là cái độ mượt mà khi chúng ta sử dụng các cái thao tác ở bên ngoài này, nó sẽ rất mượt. Đấy, nó sẽ tạo ra cho chúng ta cái hiệu ứng thị giác như thế. Đấy, còn màn hình của Galaxy Note 10 cộng thì màn hình của nó lớn hơn nhá. Màn hình của nó kích thước là 6,8 inch sẽ lớn hơn là 6,7 inch. Thế tuy nhiên nếu các bạn để ý rằng là nếu mà chỉ để ý vào mỗi cái 6,8 hay 6,7 thì các bạn sẽ nghĩ là hai sản này nó có diện tích nó cũng chả chênh lệch nhau mấy, đúng không? Nhưng không. Cái tỷ lệ màn hình của Galaxy Note 10 cộng nó là 19:9, nên là cái chiều rộng của nó sẽ béo hơn nhiều so với chiều rộng của Galaxy S20 cộng, nên là cái diện tích hiển thị của nó vẫn sẽ rất là lớn. Và khi chúng ta xem phim giải trí thì trên cái màn hình Galaxy Note 10 cộng này mình lại thích hơn đấy, bởi vì cái diện tích của nó lớn hơn mà. Nhưng mà tần số quét để có những trải nghiệm mượt mà thì lại là Galaxy S20 cộng nhá. Về mặt hiệu năng thì sao? Đây mình cũng sẽ nói thật là nhanh thôi. Đấy là hiệu năng thì Galaxy S20 cộng sẽ nhỉnh hơn. Tuy nhiên những cái sự nhỉnh hơn của nó là không quá nhiều. Nó sẽ nhỉnh hơn về mặt GPU là cái nhỉnh hơn nhiều nhất, để cho chúng ta có những cái trải nghiệm chơi game nó mượt mà hơn. Nhưng hãy chú ý rằng về mặt tốc độ là gần như không có sự chênh lệch nào cả. Nếu không muốn nói là tốc độ mình đã test ở trên con chip Exynos 990, thậm chí là nó còn chậm hơn là Exynos 9825 cơ. Cái điểm về tốc độ, nếu bạn nào quá kỳ vọng vào con chip Exynos 990 của Galaxy S20 cộng thì các bạn sẽ cảm thấy thất vọng đấy. Và hiện tại khi mà chơi game ý, thì ở thời điểm này nhé, thời điểm này là con Exynos 990 vẫn xảy ra hiện tượng khựng lag. Có thể ở trong tương lai nó sẽ được tối ưu hóa tốt hơn và nó sẽ có những trải nghiệm tốt hơn rất nhiều so với cả con chip Exynos 9825. Nhưng hiện tại 990 là mình nghĩ là nếu chúng ta mua và chúng ta kỳ vọng ngay thì là không. Đấy, cái điểm này sự thật mất lòng nhưng mình phải nói ra đây. Bởi vì mình là Dương Dê, mình luôn luôn nói thẳng nói thật, mình phải nói thẳng với các bạn cái điều đó. Đấy, còn cái điểm mà chúng ta quan tâm nữa đấy là gì? Đấy là RAM và ROM thì sao? RAM của Note 10, hãy chú ý rằng RAM của Note 10 cộng là RAM 12GB. Nhưng thôi, RAM 12GB với RAM 8GB bản thân mình không cần đến. Nhưng bộ nhớ trong 128GB, bộ nhớ trong 256GB là tối thiểu Galaxy Note 10 cộng. Điều này rất quan trọng đấy nhá. Điều này rất quan trọng, bởi vì nếu bạn hay quay video nhiều, các bạn sẽ cảm thấy là bộ nhớ trong nó lớn, nó sẽ thoải mái hơn cho chúng ta trong quá trình mà chúng ta lưu trữ ảnh như các thứ. Đấy, đúng nào. Đấy, nên là mặc dù con S20 cộng này chỉ có con chip là mới hơn thôi,
nhưng mà RAM với ROM là thua hẳn. Đấy, nên chúng ta cũng cần phải lý cái điều này. Rồi tiếp tục nữa nào. Về mặt camera đi, thì camera của Galaxy S20 cộng sẽ tốt hơn là Galaxy Note 10 cộng. Đấy, hiệu ứng chuyển cảnh ngon hơn, rồi là các chế độ thêm vào của nó cũng tốt hơn. Đấy, nhưng mà mình cũng nói luôn đấy là cái sự chênh lệch là 19.5 1.10. Đấy, nên là camera của Galaxy Note 10 cộng cũng đã rất là đủ dùng rồi, thì mình nghĩ là cũng không quá nhất thiết phải cần đến. Tiếp theo nữa nào, về pin thì sao? Galaxy S20 cộng sẽ có phần pin nhỉnh hơn một tí so với cả Galaxy Note 10 cộng. Đấy, nhưng khi các bạn bật màn hình 120Hz lên ý, thì nó sẽ lại tốn pin hơn là Galaxy Note 10 cộng đấy nhá. Đấy. Pin hai con này lệch nhau cũng không quá nhiều về thông số đâu, một con là 4.500, con 4.300. Đấy, nhưng nói gì nói, con Galaxy S20 cộng thì nó vẫn nhỉnh hơn, nhưng một tí ti thôi, không đáng kể. Về các yếu tố khác thì sao? Công nghệ âm thanh đột biến mode, loa ngoài, các thứ kháng nước kháng bụi, rồi là hai sim hoặc một sim một thẻ các thứ, thì hai dòng này là giống hệt nhau, không có điểm gì khác biệt cả. Vậy thì chốt lại, bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn Note 10 cộng hay là lựa chọn Galaxy S20 cộng cũng là một cái phần mà cũng đắn đo chứ, bởi vì mỗi một cái sự chênh lệch giữa hai dòng này là không quá nhiều, sự chênh lệch là không quá nhiều nếu mà xét ở từng yếu tố một. Đấy, thiết kế thậm chí là mình còn đánh giá là Note 10 cộng hơn này. Màn hình thì con này có tần số quét cao hơn, hiệu năng thì con chip mới hơn nhưng RAM với ROM lại không bằng, camera thì có phần nhỉnh hơn, thời lượng pin có phần nhỉnh hơn, nhưng tất cả mọi thứ hơn đấy, nó chỉ hơn một tí thôi. Trong khi đó thì bây giờ nếu mà mua S20 cộng thì chúng ta phải chờ đợi để có hàng, trong khi đó thì mua Note 10 cộng thì chúng ta sẽ có được ngay, thích mua lúc nào đến sách về là xong thôi. Đấy, thì các bạn sẽ lựa chọn sản nào trong hai sản này, xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Cá nhân mình ý, thì mình sẽ lựa chọn Galaxy S20 cộng, không phải là bởi vì những cái gì mà Note 10 cộng thể hiện là không tốt đâu, không phải đâu, mà mình sẽ lựa chọn S20 cộng bởi vì đơn giản nó là một sản phẩm mới hơn, mình là reviewer mà mình muốn trải nghiệm những cái gì đó mới. Đấy, đôi khi là đánh giá cứ so sánh, chúng ta cứ so sánh thế thôi, chứ còn lựa chọn thì nó còn phải phụ thuộc vào nhu cầu của các bạn và phải phụ thuộc vào túi tiền của các bạn đó. Và tất cả những thông tin về hai sản phẩm này các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website của Hoàng Hà Mobile nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.